Bây giờ chúng đi sâu hơn về cái phân phối T. Nói sâu hơn nữa nhé. Thực tế chúng ta không phải trực tiếp tính toán được cái chuẩn lỗi cho thằng trung bình của mẫu, vì chúng ta không biết được cái độ lệch chuẩn của quần thể rất lớn là bao nhiêu. Chúng ta gặp vấn đề tương tự có tính toán cái trung bình lỗi của tỷ lệ mẫu. Điều này do không tìm được cái tỷ lệ của quần thể P. Thế thì cái giải pháp chúng ta trong cái mục gọi là tỷ lệ là sử dụng cái giá trị cái giá trị mẫu thay thế cho giá trị quần thể khi tính toán cái thằng độ lệch lỗi chuẩn. Chúng ta áp dụng một cái chiết tương tự để tính toán cái thằng lỗi chuẩn của thằng trung bình mẫu, sử dụng cái độ lệch chuẩn S của mẫu thay cho cái độ lệch chuẩn của toàn quần thể. Đó, SE bằng là bằng sigma trên căn n bằng gần s căn n. Cái chiến thuật này có xu hướng làm việc tốt khi chúng ta có nhiều dữ liệu, có thể ước lượng được thằng sigma thử s. Mặc dù vậy thì cái việc ước lượng này không phải chính xác lắm với những cái mẫu có lượng nhỏ, và dẫn đến là vấn đề khi sử dụng cái lỗi chuẩn để mô hình hóa thằng x ngang, tức là cái trung bình mẫu ấy. Chúng ta thấy rằng là cần dùng phân phối mới để diễn dịch để diễn giải các phép toán gọi là suy diễn phép toán này, phân phối T. Phân phối T được ở trong này đại khái gì, thằng normal thằng nó chuẩn thì nó như này, thằng T nó hơi thấp một tí nhưng lại dài ra, thì ở đây thì nó giống cái chuông thôi. Còn như vậy chúng ta ghi là cái đuôi của nó ấy, thì dày hơn, cho nó dày hơn thằng chuẩn chuẩn nó hơi mỏng, xuống nhanh, thằng phân phối T kéo dài hơn. Và cái trung bình quan sát được có xuống là sẽ gọi là nhỏ hơn, nó sẽ hơn đều hơn. Ý là gì, là cái quan sát nó sẽ cho hướng thấp hơn, đều hơn, và cái đường mà cái đuôi của nó dày hơn của thằng đuôi T là cực chính xác cái vấn đề sử dụng S thay thế cho sigma ở trong cái thằng tính toán SE. Mình chưa hiểu gì lắm về toán học, chưa hiểu sao nó cũng thể tính thế, nó gọi là gì, nó gọi là thằng hối chuẩn nó lên rất cao và xuống rất nhanh, trong khi thằng T nó gọi là nó trơn hơn, nó đều hơn, nó xuống chậm hơn, đỉnh thấp hơn, cũng chậm hơn. Thế thì cái phân phối T này ấy, thường xuyên là sẽ có cái trung tâm ở cái trung bình nó ở không, và có một cái thông số đồ họa nhất đó là bậc của bậc tự do. Cái bậc tự do của T thì mô tả một cái gọi là cái định dạng chuông của thằng phân phối T, khác với thằng này thằng phân phối chuẩn thì có hai vào đó, trung bình rồi chuẩn, còn thằng T thì có bậc tự do thôi. À, một số cái phân phối T được kiện cho hình bỉm hai so sánh đây, đấy là trung bình, thằng trung bình đây normal TDF 88 nó công bình ra, nó càng sụt nó cái bậc càng cao nó càng ép xuống. Thì nói chung ấy thì thằng dùng thằng T với độ với cái độ bậc tự do là n-1 để mô hình cái trung bình mẫu khi cái mẫu này có cỡ n, cỡ n thì là một nhé, ta có mẫu là có ba ba thành phần thì cái bậc do nó là 2. Điều đó nghĩa là khi chúng ta có nhiều quan sát hơn ý, thì cái bậc tự do của nó sẽ tăng lên, và cái phân phối T sẽ có xu hướng là nó gần giống với cái thằng phân phối chuẩn hơn. Và khi bậc tự do là hơn 30 thì phân phối P gần như là không được phân biệt được, nó càng bậc càng cao thì sai. Bậc tự do là gì? Thế thì bậc tự do là mô tả cái hình thái của thằng phân phối T. Bậc tự do càng cao ấy thì chúng nó càng
sấp xỉ mới chuẩn. Khi mô hình hóa cái trung bình mẫu ấy, chúng tôi T là có DF bằng cái phân phối T này, cho phép chúng ta có linh hoạt hơn nhiều hơn một chút so với phân phối chuẩn khi phân tích các dữ liệu về số. Thực tế thì thường khi ta sử dụng các phần mềm thống kê ấy, như là R hay là R hay Python hay là SAS, đại khái vậy, thì chúng ta sẽ có những cái liên quan đến T. Hơn việc tính cái tính đồ thị thì hoặc với T dùng luôn cái T table này, tương tự với cái bảng bảng T tương tự với bảng phối chuẩn, và có thể ở trong cái phần lái hại tôi nó sao đây hết, bao gồm cả các sử dụng với cả các cái ví dụ sử dụng. Nó gọi là gì, thằng T nó có đầu một cái tổng hợp số là độ tự do, và tự do của nó là n trừ một, với n là số lượng thành phần, thành số lượng của thằng trong mẫu. Mẫu có 3 thành phần thì là 3 điểm thì là n bằng 2, mẫu 4 điểm n bằng 3, và khi n càng tăng cao thì mức 4 đến 30 thì nó gần giống phối chuẩn. Vậy ta có đây phân phối T với bậc 18 thì cái diện tích ở nhỏ hơn là trừ 2 sẽ được yếu đây, lớn hơn 2. Ví dụ này, thế thì cái tỷ lệ nào của cái phân phối T với bậc 18 tự do sẽ nhỏ hơn trừ 2 bằng 10, đó là ý này. Đây thì ta sẽ cũng tương tự với chuẩn, ta sẽ tự nhiên vẽ đường ra, sau đó bôi đen chỗ ấy, dùng phần mềm thống kê tính được này. Hoặc là dùng bảng thôi. Một cái phân phối T với bậc 20 đến trong cái ảnh này, ước lượng cái tỷ lệ của phân phối mà ở phía trên 1,65, ý này ý ở này, dùng bảng thôi, có bảng nó có gì hơi chuẩn thì cái này cũng đúng năm, kỳ vọng T sẽ tương như thế đó. Nó có bậc 20, nó có chính phủ luôn, cái dùng bảng nhé. Thì ra có phân phối T với hai bậc tự do đến 4, hai bậc tự do à? Đây chính là cái này, hai bậc tự do. Bây giờ mũ ba có ba thành phần, thế thì ước lượng cái tỷ lệ của phân phối ở dưới hơn 3 trừ cái trung bình nó sẽ này. Cái này thì cũng nó sẵn hết, thì ta có là bậc tự do của nó là bằng 2, nó phải ở số chuẩn lắm, cái dịch cái này hay tra hay bảng thôi. Thế thì tỷ lệ của T với 19 và cửa 9 này khoảng trên 1,7, thấy nó này hoàn toàn tay hoàn toàn một trên nhỏ hơn 17 thì là cái này, thì nếu 17 thì 1 thì bây giờ tổng nó bằng